Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Và một lần nữa chào mừng anh em đã quay trở lại với series. One hour later. Series Nhật ký luyện trong ta-da. Thì mình chính là Phong Cận TV đây. Thì như anh em đã biết trong tập trước á, thì Sammy đã bị bà nữ hoàng Ai Cập bắt vào trong cái kim tự tháp. Và sau đó thì mình không kiếm được Sammy nữa, mà mình chỉ phát hiện ở trong đó nó có một bộ xương anh em ơi. Đây, bộ xương đây nè. Và mình đang nghi ngờ cái bộ xương này không biết có phải là bộ xương của Sammy không nữa. Mình sợ Sammy sẽ bị bà phù thủy ở lòng nhầm bà người ta, bà nữ hoàng Ai Cập ăn thịt anh em ơi. Cái con cụ này, mày dám đứng lên trên bộ xương này hả? Mày ghen quá ha. Lỡ cái bộ xương này là cái bộ xương của Sammy vậy sao hả? Mày dám đứng lên hả? Mày ghen con cụ kìa. Chết này đi, chết, tao giết mày chết luôn rồi. Mày dám đụng với Sammy hả? Mày chết này. Tức quá mà. Trời anh em ơi. Nhưng mà nếu mà cái này là bộ xương của Sammy á thì Sammy đã bị ăn thịt rồi. Vậy là không còn ai chơi game với mình nữa rồi. Trời ơi. Nhưng mà không được, không thể nào chấp nhận sự thật như vậy được. Mình không tin đây chính là bộ xương của Sammy đâu. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ qua bên nhà của qua bên chiếc thuyền chứ. Chiếc thuyền của ông thuyền trưởng, để mình hỏi thử xem liệu rằng có cách nào để có thể triệu hồi bộ xương này hay không. Ok, đi thôi. Ok, mình đang đi đến chiếc thuyền của ông thuyền trưởng đây anh em. Wow, cũng như hàng ngày, ông thuyền trưởng này á, ổng vẫn đang sắp xếp lại cái thuyền của ổng. Ôi, coi bộ lính của ổng cũng đông ghê luôn anh em. Quá chi lính của ổng luôn kìa. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình gặp ổng nha. Dạ, em chào mấy anh ạ. Sao tự nhiên mấy anh nhìn em thấy ghê quá. Em đâu có làm gì đâu mấy anh. Dạ. Mấy anh cho phép em vào bên trong gặp thuyền trưởng xíu nha. Dạ. Ôi, sao tự nhiên mấy anh quýnh em quá trời. Em đâu có làm gì đâu. Thằng nhóc kia, mày vào đây để làm gì hả? Tại sao mà tao thấy mày cứ loãng ngoãng ở đây hoài? Bộ mày tính ăn trộm ăn cắp cái gì đúng không? Không phải rồi. Mấy anh hiểu lầm ý em rồi. Em chỉ muốn vào để gặp thuyền trưởng một chút xíu thôi à. À, hóa ra là mày chỉ muốn gặp thuyền trưởng đó hả? Thôi được rồi, đi vào đi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ em đi vô gặp thuyền trưởng nha. Dạ, thôi em đi đường vòng. Em không dám lại gần mấy anh đâu, mấy anh đập em chết sao. Dạ, mấy anh đừng có nhìn em nữa, em sợ mấy anh rồi. Dạ. Chào ngài thuyền trưởng. Dạ. À, con chào ngài thuyền trưởng ạ. Dạ, hôm nay con đến đây là con muốn có việc, muốn nhờ ngài. Đó chính là con mới vừa phát hiện ra một cái bộ xương. Thì con nghi ngờ đó chính là bộ xương của một người bạn của con. Thì con không biết có cách nào để có thể mình biết được rằng bộ xương là bộ xương của ai không ạ? À, đơn giản thôi. Bộ xương nào mà của người đã từng sống thì đều có cái linh hồn của người đó. Bây giờ con chỉ cần triệu hồi linh hồn của người đó về là được thôi. Có gì đâu mà khó. Đi theo ta sẽ chỉ cho con cách để có thể triệu hồi linh hồn. Đi thôi. Ok anh em ơi, thì sau khi mà mình đi theo ông thuyền trưởng á, thì ông đã hướng dẫn cho mình cách để có thể triệu hồi được linh hồn rồi. Thì mình đã biết cách rồi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi thử cái linh hồn của cái bộ xương này, để xem coi liệu rằng là cái linh hồn này nè có phải là liệu rằng là cái bộ xương này nè có phải là bộ xương của Sammy không. Mình hy vọng là Sammy vẫn còn sống. Nhất định là Sammy vẫn còn sống. Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Ok, để xem coi những gì mà ổng nói mình cần á. Thì hình như là mình nhớ là cần phải có một ít lông cừu nè, để làm một cái tấm thảm trải ở bên dưới cho linh hồn người ta quay trở về. Bây giờ mình nghĩ là mình phải lấy một than nè. Bên dưới đây mình có sắt nè, mình sẽ nung ít sắt này lên để mình làm cái kéo. Sau đó mình sẽ đi mình cắt hết mấy cái lông cừu ở xung quanh đây. Khoan từ, để mình chỉnh nhỏ tiếng game lại coi. Ồn quá. Ok anh em ơi, thì mình mới vừa lấy theo một cái kiếm nè, với lại một ít đá đỏ và một ít gì ta, cái này là đèn điện anh em. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta triệu hồi linh hồn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một ít sắt nữa nè. Ok, lấy thêm một ít sắt nữa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái kéo. Xem cái kéo cần những gì. Ui, cần có da nữa hả? Chết rồi, bây giờ da kiếm đâu vậy ta? Không biết xung quanh đây có con bò hay con gì để lấy da không nhỉ? Ui, có con bò kìa, mày quá. Mình có bò để mình lấy da rồi. Trời ơi, tưởng là không có mấy con bò xung quanh đây, làm sao mà lấy da để làm kéo được. Ồ, mày quá, có con bò nè. Mình qua đây lấy bò hả? Dưới đây mày, con bò kia. Ok, rồi. Ui, nó chỉ rơi cục thịt à, nó không có rơi da. Ui, có da. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái cục da đó. Trời ơi,
lượm, ok. Mình đã lượm được hai cái da mềm. Ok, được rồi, ngon. Vậy mình sẽ quay trở về, chúng ta làm một cái kéo nha anh em. À, giờ chúng ta đã có kéo rồi. Ok, một cái kéo nè. Rồi, có kéo rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kéo này. Chúng ta đi lấy một ít lông cừu. À, có kéo thì chúng ta cắt lông vào nó, chúng ta sẽ được nhiều hơn anh em ơi. Mình nghĩ là như vậy. Ok, được hai cái nè. Ok, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp len xuống dưới đây như thế này nè anh em. Đó, ok. Một cái chỗ để cho linh hồn sẽ được xuất hiện ở giữa cái này. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ đặt những cái đá điện đỏ này xung quanh đây. Ok. Đặt xung quanh đây như thế này nè anh em. Đó. Đặt xung quanh vào đây như thế này. Ok, rồi. Sau đó chúng ta sẽ đặt ở hai bên. Làm thành một cái khung luôn anh em ạ. Đó. Rồi. Tôi sẽ lắp nó vào trong. Ok, đó. Tới chúng ta sẽ sử dụng đá điện chứ nhầm. Cái này là đá điện, chúng ta sẽ lắp ở xung quanh đây như thế này. Rồi. Đó, ok. Để triệu hồi được linh hồn thì mình cần phải có thêm cả đèn nến đâu nữa. Mà bây giờ để xem coi. À, đèn nến ở đây mình không có rồi, để mình coi coi. Hình như là mình có vàng thì phải. Đây có vàng nè. Chúng ta sẽ sử dụng vàng để chúng ta làm. À, mình cần một ít tuốt. Mình sẽ lấy trong đây một ít than nha anh em. Đây than đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy thêm một ít gỗ nữa. Ủa, cái này phải là gỗ. À, gỗ đâu ta? Chết rồi, mình không có gỗ ở đây. Mình sẽ đi lấy một ít gỗ. Đây, mình sẽ đi chặt một ít gỗ anh em ơi. À, bên đây có cái cây à. Mình lấy cái cây gỗ ở đây đi. Ok. Lấy cây gỗ này ra, sau đó chúng ta sẽ làm một cái gì ta? Người ta gọi cái đó là một cái đèn nến anh em ạ. À. Đó. Rồi, lấy gỗ nè. Rồi chúng ta sẽ chế gỗ thế này. Rồi chúng ta chế ra một ít than. Chúng ta sẽ làm được cây đuốc. Ok, đuốc cần cái que, chúng ta phải chế que nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ làm được cây đuốc. Ok, mình đã làm được một đống đuốc rồi anh em ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thành cái gì ta? Cái đèn nến. Đó, đèn nến chúng ta cần có vàng với lại là nến. Đâu rồi ta? Cái này đúng không nhỉ? Ủa, cái này mới đúng, cái này mới đúng là dành cho bàn thờ nè anh em. Đó. Ok, mình sẽ chế ra nhiều xíu. Để mai này cần thì chúng ta sẽ sử dụng luôn. Đây. Rồi chúng ta sẽ đặt xung quanh đây. Đó, một cái đèn nến nè. Ok, đặt ở đây thêm cái nữa. Rồi đặt ở đây thêm một cái nữa. Đặt ở đây thêm cái nữa. Ok. Ok, mình đã làm được cái hộp quạt này nè anh em. Bây giờ mình sẽ thắp đèn này lên đó, anh em thấy không? Nó cháy lên nè. Đó. Ok, thắp lên. Một cái chỗ để triệu hồi linh hồn. Trời ơi. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái bộ xương này, chúng ta đặt ở phía giữa đây. Thì cái bộ xương nó sẽ tự động triệu hồi cái linh hồn của cái người đã mang cái bộ xương này. Mình hy vọng không phải là Sammy anh em ạ. Ok, ta lấy bộ xương ra nè. Đó, rồi. Sẽ cất những cái đồ này vào trong. Rồi, mình sẽ lấy bộ xương ra. Rồi, ok. À, bây giờ mình sẽ để bộ xương ở giữa này. Quên mất cái này đâu có cần để đâu. Rồi, để nó ra ngoài đây đi. Rồi, ok. Sẽ vứt bộ xương xuống đây. Hey. Xương nè, ok. Vứt xuống đây. Và tiếp theo cuối cùng là cái đầu lâu. Vứt xuống. Hỡi linh hồn, hãy quay về đây với bộ xương của ngươi đi. Hồ Biên. Ôi trời. Ôi, xuất hiện một đống xương luôn em ơi. Ôi trời, mấy con quái xương nhỏ nè. Cút ra. Trời, đông quá vậy. Trời, sao tiếng nó lại xuất hiện ở đây vậy? Mình chịu hồi có một bộ xương mà sao nó ra quá trời xương luôn vậy? Cút hết mấy con quỷ xương này. Trời, đâu quá. Cút hết cho tao. Cút mấy con quỷ xương này. No, tránh ra. Chính xác tao ra. Ôi. Anh em ơi, cái bộ xương hồi nãy mình chịu hồi, nó chịu hồi ra một cái bộ xương bự ơi là bự luôn. Trời, ghê quá. Ok, mình nghĩ là bây giờ mình phải tiêu diệt cái bộ xương này thì mình mới được thôi. Chắc mình nghĩ là, ôi anh em ơi, vậy là mình đã đoán đúng rồi. Bộ xương này không phải là bộ xương của Sammy anh em ơi, mà bộ xương này chính là bộ xương của một con quỷ xương mới đúng. Ok, được rồi, mình phải tiêu diệt nó. Nhưng mà cái con hình như là nó là bộ xương cho nên nó không có mắt, nó không thấy được mình. Bây giờ mình phải kiếm cái gì đó mình ăn đã. Mình ăn để mình hồi máu. Sau đó là mình sẽ tấn công lại nó. À, con này. Ok. À, may mắn quá anh em ơi. Như vậy thôi là mình đã thấy vui rồi. Bởi vì cái bộ xương nó không phải là bộ xương của Sammy. Sammy vẫn còn sống anh em ơi. Được lắm. Để ta đi, cái con kia ta ăn no cái đã. À, chỉ cần là Sammy còn sống thì ta vẫn còn có cơ hội có thể sinh tồn được trong thế giới này. À, người không thoát được đâu cái bộ xương kia. Được rồi, chuẩn bị chết đi. Yeah! Dướng cái đằng cày.
một phát còn một máu luôn anh em ơi. Chết nè. À, trời ơi, chết tôi rồi. Hồi xin lại, hồi xin lại. Ơ mày hả? Mày hả? Mày mày nè. Nhảy vô đây. Ê, mày đỡ đây. Ôi trời ơi, nó đập mình một phát mình mất đến tận 15 máu lần anh em ơi. Mày hả? Mày hả? Hey, hey, mày hả? Mày hả? Đỡ nè. Ê, trời trời trời, mình còn có 20 máu. Ê, đỡ nè. A, à, ôi trời ơi, chết rồi, phải hồi sinh lại thôi. Tốn bao nhiêu xu cũng được, mình phải giết được nó. Mày 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 hả? Ê, đỡ nè. Ui, chết nè. Nhào vô đây, nhào vô đây. Ui, cái con bộ xương này to anh em ơi, đánh không lại đâu quá. Ê, ê, nhào vô đây, con bộ xương kia. Mày hả? Mày hả? Ui, đặt miếng dưa hấu mà. Nè, mày mày ăn dưa hấu đi, mày thay tao đi. Trời trời trời. Mày hả? Mày hả? Tao sẽ cho mày quay trở về với cái địa ngục của mày. Ở trong đó đi con. Chết đi. Nó chết rồi anh em ơi. Còn có 5 máu à. Trời ơi. Ui. Ui anh em ơi. Cái con quái vật nó chết đi, nó để lại một cái lọ gì nè. Ôi mình phải xem thử coi. Cái lọ này đây. Cái lọ này là cái lọ gì đây? Ok, để mình đào cho nó rộng rãi coi. Không biết nó là cái gì nhờ. Hình như là một cái chai, một cái chai hoặc cái lọ gì đó. Nhìn nó lạ quá. Nhìn nó cũng khá là đẹp. Ơi, không biết là bên trong nó có gì không ta. Hay là để mình đập nó ra thử nha. Ok, để mình đập nó ra thử coi. Hay từ để mình vứt hết mấy cái đồ đi coi nè. Lộn xộn quá. Ơi, bỏ cái kiếm nó đi. Mình mệt quá, mình không muốn đánh nhau nữa đâu. Để xem thử coi. Trong cái bình này nó có cái gì nha anh em.